Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin cập nhật thế giới 15 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Đồng Nai. Thưa quý vị, phản ứng trước việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ trích sự hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Moscow sau chuyến thăm nga của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên cho rằng việc các nước láng giềng giữ quan hệ chặt chẽ là điều tự nhiên. Trong bài bình luận được hãng thông tấn KCNA đăng tải, Triều Tiên tố cáo Tổng thống Yoon vu khống, ác ý mối quan hệ hợp tác thân thiện của Triều Tiên với nga. Bài viết của KCNA cho biết. Việc các nước láng giềng có quan hệ chặt chẽ với nhau là điều tự nhiên và bình thường, không có lý do gì để buộc hành động đó phải chịu trách nhiệm. Bài bình luận khẳng định, chính sách đối ngoại của Triều Tiên không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì và quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Bình Nhưỡng với các nước láng giềng sẽ tiếp tục phát triển. Tuần trước, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã về nước sau chuyến đi kéo dài một tuần tới Nga, trong đó ông và Tổng thống Putin đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế. Hàn Quốc và Mỹ hôm nay bắt đầu cuộc tập trận hải quân ở biển phía đông Hàn Quốc. Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày với sự tham gia của 9 tàu cùng hai máy bay tuần tra. Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chống tàu ngầm và bắn đạn thật nhằm tăng cường khả năng kết hợp và tương tác giữa các đồng minh. Đô Đồ đốc Kim In-ho, chỉ huy phía Hàn Quốc cho biết đây là cơ hội để tập luyện ngăn chặn và ứng phó với các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên một cách hiệu quả, đồng thời củng cố thế trận phòng thủ chung của hai nước. Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên liên tục gây leo thang căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên gần đây và cho biết sẽ phóng vệ tinh do thám quân sự vào tháng sau. Thưa quý vị, hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Renstab cho biết London có kế hoạch tăng số lượng binh sĩ Ukraine được huấn luyện lên 30.000 người vào cuối năm nay. Hiện có tổng cộng 20.000 binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện tại Anh. Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng đặc biệt của nước này đã kết thúc huấn luyện cho khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine Trước đó, ngày 15 tháng 6, ông Mark Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết, kể từ năm ngoái, các nước phương Tây đã huấn luyện cho gần 60.000 binh sĩ Ukraine, trong đó Mỹ huấn luyện hơn 11.000 lính. Hôm 7 tháng 9, dữ liệu do Viện Kinh tế Thế giới Kiev ở Đức công bố cho thấy, số tiền viện trợ mà các nước châu Âu cung cấp cho Ukraine vượt xa Mỹ đạt 167 tỷ đô la Mỹ. Vâng thưa quý vị, sáng nay hàng ngàn người Niger ở thủ đô Niamey đã xuống đường tuần hành sau khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rút đại sứ và toàn bộ lực lượng Pháp ở Niger về nước. Những người tuần hành tập trung ở phía trước đại sứ quán Pháp và lối đi chính dẫn vào căn cứ Pháp gần sân bay Niamey, mang theo cờ Niger, biểu ngữ, nhảy múa và hô vang các khẩu hiệu vui mừng. Nhiều binh sĩ và cảnh sát cũng tham gia hoạt động này. Trước đó, phát biểu trên truyền hình Pháp, Tổng thống Macron tuyên bố rút đại sứ tại Niamey về nước và chấm dứt toàn bộ các thỏa thuận hợp tác quân sự với Niger. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của sự Niger và những người ủng hộ liên tục duy trì phong tỏa chặt chẽ trụ sở đại sứ quán và căn cứ quân sự Pháp ở Niamey. Ít nhất 70 phần tử khủng bố al shabaab đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch do quân đội quốc gia Somali tiến hành với sự hỗ trợ của dân quân địa phương ở tỉnh phía bắc Mudeh lực lượng quân đội đã đột kích vào các nơi ẩn náu và tụ tập của các phần tử khủng bố al shabaab ở thị trấn as vào hôm qua bộ phòng somali cũng xác nhận hoạt động này và cho biết các hoạt động quân sự gần đây ở mudut và gangadut đã dán những đòn đáng kể vào kawasi và lực lượng dân quân của họ kawasi là thuật cử mà chính phủ somali sử dụng để mô tả nhóm al shabaab có liên hệ với al qaeda Vòng thứ hai của cuộc đàm phán ba bên liên quan đến con đập Đại Phục Hưng Gura của Ethiopia đã kết thúc, đánh dấu cột mốc quan trọng trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra. Cuộc đàm phán bắt đầu vào ngày 23 tháng 9 ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với sự tham gia của các đại diện đến từ Ethiopia, Sudan và Ai Cập nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến dự án CERD, Đại sứ Ethiopia tại Mỹ, Kim người đứng đầu nhóm đàm phán Ethiopia, ông Selese Bekele Hôm qua cho biết các bên đã tham gia trao đổi những ý kiến mang tính xây dựng nhằm thu hẹp lại sự mâu thuẫn về những vấn đề khác nhau. Đồng thời, Ethiopia cũng cam kết sẽ tiếp tục đàm phán một cách thiện chí. Tuy nhiên, bên phía Ai Cập cho biết cuộc đàm phán kết thúc mà không thu được tiến triển quan trọng gì. Quý vị khán giả vừa đến với bản tin cập nhật Thế giới 15 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.